Urban growth and the problems involved are certainly some of the biggest challenges facing humanity in the 21st century. The world has experienced unprecedented urban sprawl in recent decades. 도시 인구가 늘어날 게 27억 명이라고 하는 게 새로운 중국 두 개를 또는 뭐 미국 아홉 개 정도를 이제 담아내야 된다. In particular, developing countries are urbanizing at a rapid pace beyond their traditional lives and culture. Urbanization brings several consequences, both adverse and beneficial. How are these issues handled in different cities? Vast and undeveloped land. This scenery may be somewhat strange to urban dwellers, but there are many areas around the world with no trace of urbanization. And the citizens here seem to live totally ancient lives. Animals galloping across the vast land. It almost feels like going back in time. Dorje Puje is a herdsman, carrying on the family business of raising livestock. He has lived almost his entire life in the small district of Tirj. Puje's wife works in Ulaanbaatar, the capital city of Mongolia, and his children also live in the capital. This district is about 35 miles northeast of Ulaanbaatar, which is quite close. But why does he live here alone? Улаанбаатарт ороод амьдрал бид нар чинь малчин усад бид нар ажил байхгүй шүү дээ. Тийм учраас бид нар хамгийн гол нь хэдэн малынхаа буянгаар амьдрахын тулд энд ингээл хэдэн малаа дагаад ингээл хөдөө хээр нөө гадаа гандаа шээр өхрөөл ингээл явж байгаа шүү дээ. Apparently, Puje cannot move to the city. Ulaanbaatar is a city of dreams for many Mongolians. Rapid rural to urban migration has been taking place for decades, with people hoping for better jobs and quality of life. That amounts to about 1% of the entire population moving to the capital every year. За 2000 орчим 2000 оны үед 20 жилийн дараа хоёр дахин нэмэгдсэн баг. 800 орчим мөнгө амт олсон. За яг одоогийн байдлаар бол аауд үүсэх юм бол нэг сая 300 орчим мөнгө амт олсон баг. Тэгэхээр энэ хурдны өсөлтийн аауд үүсэх юм бол магадгүй 2025 он гэхэд нийт хүн амын бараг 65 орчим хувь нь Улаанбаатарт ирж суурч ирж нэг дор одоо нэг хотод ингэж бөөгн ирэх юм асуудал байна гэсэн одоо аюулын харанг бол дэлгэцэн юм магадгүй бол их өндөр байна. However, city life is very tough, especially for poor migrants. The hardest part is housing. Due to highly expensive housing options, some migrants started to build ghare districts on the outskirts. Barga Agvanjams is also from a rural area. She moved to Ulaanbaatar for her children's education
And now she lives with her daughter and grandchildren. Би хөдөө байсан шүү дээ. Завхны яг төв биш. Баяархан гэж суманд байсан. Айгу жижигхэн сум манаа сум. Тэгээ би энэ дээр янз янзын ажил айгу хийсэн. Gare districts are legal residential areas, but the living facilities are very poor, with no running water supply. Though they're in a big city, their lives are pretty much the same as it was in the countryside. This isn't the life they had hoped for when they migrated to Ulaanbaatar. Definitely not. Ер нь юу штэ салхи болохоор гэр айгүй хэцүү штэ. Тэгээл салхинд хэцүү, бороонд хэцүү, тэгээл өвөл бас хэцүү, гал түлнэ. Нуу орон сууцсан дуулна, орын гэсэн бодол зөндөө байгаа. Тэгээд айгүй үнтэй штэ. Нэг банкнаас зээлмэл авахар тэр хүмүүн үнтэй. Тэгээл айгүй зээлмэл нь айгүй юу ядэн штэ. Өндөр шаардлагатай болтдаг. In Ulaanbaatar, a large number of apartments have recently been built in order to deal with the rapid influx of the rural population. However, they are far too expensive for the majority of the migrants. Also, housing is just one of the problems faced. Ялангуяа их хотын одоо хэмжээнд бол маш олон асуудлууд бол байгалийг өөрийг нь бол эргэж сүтгэж сүтгэж байдаг. Тухайлбал хөрсний болон агаарын бохирдлын бохирдол үүсэж байна. Замун цэвэр усны хомсдлын асуудал байна. Харин ч эсэргээрээ одоо жил ирэх тусам хүн амын тоо эрдгээр л ирж байна. Тийм учраас гарч байгаа нь гэр хороолын айлхуудаас гарч байгаа нь утааны ялгарлын хэмжээ. Харин ч эсэргээрээ бол буурахгүй бүр ихсэх юм хандлага бол байж байгаа. Тэгэхээр асуудал бол шидэх арга замуудыг бол бид нэр хайж байгаа боловч харамсалтай нь бол яг бодит амьдрал дээр бол үр дүн ерөөс харагдахгүй байна. Indeed, Ulaanbaatar is not the only city dealing with these issues. Environmental problems, lack of social infrastructure, housing and traffic congestion. All these negative consequences of urbanization are worsening in many big cities in Mongolia. Some even predict the city won't be able to develop any further without sufficient solutions. Housing is the one of the major problems in Addis Ababa, and the other one is the provision of water and sewer system. Nó dẫn đến cơ sở tầng kỹ thuật, đường xá, cầu cống và cơ sở tầng xã hội như bệnh viện, trường học, nhà trẻ không đủ cung ứng cho số người tăng lên quá nhanh từ các tỉnh đổ dồn về đây. Currently, over 70% of big cities around the world are in developing countries, and more than half of them are in Asia. Life in some of these Asian cities is still very poor, with a population of 600 million living in slums. 도시라고 하는 상대적으로 적은 토지, 적은 공간에 많은 사람들이 살아갈 수 있는 방법을 찾지 않는다면 이 지구라는 뭐 이렇게 땅이 이제 버텨낼 재간이 없는 이제 그런 상황인 거고요. 그렇기 때문에 중국이나 인도도 도시화가 국가 정책이고 전략이 되는. 왜냐하면 그거를 도시화로 안 만들었을 때 일어날 수 있는 여러 가지 문제들에 이제 대응하는 중요한 의미를 갖고 있기 때문에 도시화는 해야만 해야 되고 그리고 되게 잘해야 되고 이제 그런 과제를 갖고 있습니다. The problems of urbanization are serious challenges for the whole world. In June 2016, high-ranking officials and urban experts around the globe gathered in Seoul for the International Forum on Urban Policy for the Sustainable Development Goals. This will serve as an innovative platform for collectively addressing common challenges and knowledge sharing on urban sustainable development. This forum was organized to share various policies and solutions for the sustainable development of cities, proving that the world acknowledged the need to tackle the issue together. That's Germany doing much better than many other countries. It's got a much wider. Obviously, cross-fertilizing good experiences and good knowledge
will help a lot of developing countries in the region in this partnership agreed upon. So we have to kind of take the next step of agreeing on a kind of blueprint on how we would be proceeding in a systematic manner and what our strategy will be. I don't really mean that just the hardware. What are the challenges for competitive, sustainable cities? With the same goal, they shared their knowledge and expertise for a better future. Seoul, the host city of the forum, is a prime example of rapid urban growth. Korea 50 years ago was just like other countries. So there is a lot of institutional memory. People remember how it was, how they solved the water problem, how they solved the traffic problem. Seoul has over 1,000 years of history as the capital city of South Korea. But it was once one of the poorest, most devastated cities in the world. Korea's urbanization began in the 1950s, rising from the ashes of war. The growth was fast, but resulted in a number of major problems, all caused by lack of finance and thorough planning. Every year, 200 to 300,000 people migrated to Seoul. The city's population increased exponentially within just three decades, from 2 million in the 60s to 10 million in the 90s. Poverty, housing problems, and water shortage, all risks and hazards of rapid urbanization were prevailing in the city. Because the city had to accommodate some 100 years worth of growth within just a few decades. 1960년대 기준으로 서울 인구가 250만이었습니다. 그게 1990년에 이제 1000만을 넘는데 평균적으로 보면 매년 27만 명 정도가 이제 늘어나는 건데 일산 신도시 계획 인구가 27만 명이거든요. 그러니까 일산 신도시 같은 것이 매년 서울로 온 거고 그게 30년 동안 들어오는 겁니다. 전체적으로 이제 국가가 성장하는 과정 거기에 이제 더해서 서울이라는 도시가 또 조금 더 빠르게 성장하는 이제 그런 과정들을 겪었습니다. Traffic congestion is one of the most serious problems of urbanization. Seoul also had the same issue some decades back. However, now the city offers very quick and efficient public transportation, consistently voted as one of the best in the world for its ease of use, cleanliness, and frequency of service. Seoul Topis is in charge of operating and managing Seoul's overall traffic, and the data gathered at the control tower is shared with the public via smartphone apps. Using cutting-edge IT technology, this integrated traffic information helps clear heavy traffic, avoid sudden traffic issues, and offers real-time traffic information to the public. Also, Seoul now offers bike and car sharing services to expand the city's environment-friendly traffic services. Ultimately, for the sustainable development of the city. Seoul has been equipped with water supply facilities since the early 1900s. But the citizens still suffered from extreme water shortages, and the waste from factories polluted water in the early stage of urbanization. Therefore, the city had to find ways to offer the supply of enough safe and clean, inexpensive running water. Currently, six water purification plants in Seoul provide over 4 million tons of water every day, and the process is controlled by a highly advanced integrated information system. Also, the city constantly tries to increase water flow rate to cut the production cost. 2000년대 이후로는 고품질의 수돗물 공급과 시민 중심의 획기적인 신개념 서비스 제공이 필요해졌습니다. 이에 따라서 일반 수돗물 생산 공정에 오존과 입상 활성탄 처리 공정을 추가하여 고도 정수 처리 공정을 운영하고 있습니다. 또 직접 가정을 방문하여 수도꼭지 수질을 검사하는 수돗물 품질 확인제 등으로 시민들이 필요로 하는 서비스를 제공하고 있습니다.
All the domestic wastewater and sewage are purified at the city's sewage treatment center. And energy recovered from sewage sludge through anaerobic digestion of methane gas production can be then used for air conditioning and heating at home. Seoul shares its successful experiences and development with the rest of the world. Along with water shortage, the city had many other serious environmental issues. The mountains of trash on Nanjido Island were the symbol of serious environmental pollution in Seoul. Therefore, the city implemented various policies to become a sustainable, environment-friendly city. Thanks to their efforts, Nanjido Island transformed into a large green park and an industrial complex. Also, with the construction of Sangam Digital Media City, the area became the site of a new town for the new millennium and a prime example of environment renewal. The spectacular environmental renewal of Nanjido Island is widely acknowledged outside of Korea as well. In addition, the Seoul Metropolitan Government replaced diesel-powered transit buses with CNG-fueled buses to reduce pollution and is trying to expand the supply of electric vehicles as well. Now, in a bid to control the nation's growing problem of waste, including food waste, the city started a unique initiative, Pay As You Throw. The RFID bin weighs the waste automatically and records it in each user's account. The bill is settled on a monthly basis. Also, the city burns waste to generate electricity, so only 9% of the total waste is landfilled now. In addition, the local government strives to produce new energy in a systematic manner to prevent climate change and minimize greenhouse gas exhaustion. Seoul is one of the most high-tech cities in the world. The citizens can get necessary administrative information, solve inconveniences real-time, and take part in establishing major policies. Also, the chair city of the WeGo, which hopes to promote exchanges among e-governing cities and sustainable development. Seoul actively seeks to improve the whole world. As a way to run the smart city efficiently, the government of Seoul integrated various types of IT technology with their systems, such as the Internet of Things and big data. So now, the city is able to receive input from citizens and solves various social problems via its official call center and smartphone apps. For the safety of the citizens, the local government monitors crime-ridden areas in real time and quickly responds to all sorts of accidents and disasters in connection with fire stations and police stations. Seoul was once considered hopeless, but now it is one of the most advanced and convenient cities around the world. It's the sole result of relentless hard work. 세계에서 천만 정도가 이 정도의 어떤 규모에 살면서 이렇게 뭐 빠르고 편리하고 쾌적한 도시가 세계에 그렇게 많지 않습니다. 그러니까 조금 이제 오해를 하시는 부분이 유럽 도시나 뭐 이제 서구 미국 도시를 이제 비교하시는 경우가 있는데 이런 도시들도 사실은 되게 작습니다. 뭐 몇백만? 물론 이제 메트로 레벨에서는 되게 큰데 이 정도의 어떤 그 좁은 공간에서 이렇게 살아내는 곳은 뭐 전 세계적으로 뭐 가장 우수한 도시 그리고 가장 잘된 이제 도시의 경험을 갖고 있습니다. Through trial and error,
Seoul is able to use its experiences to give back to the world. Transportation is one of the biggest problems in developing countries. Therefore, Seoul Topis is essential for them. Actually, I've really visited several cities where they have such traffic management center. And here it's very much special, and it is why, because you've integrated all transportation aspects, emergency-related information systems, public transport was here, traffic management. The capital city of Ethiopia, Addis Ababa, has been growing by an annual average of 10% in recent years. Any of those instances will give them a minus point. Which happens throughout the city. For the successful urbanization of the city, the mayor of Addis Ababa paid a visit to Korea, along with some other officials in the country. They're hoping to expedite the process with the help of Seoul. Seoul is particularly in housing, creating a decent and very sustainable settlement for the community. And Seoul has a very great success in this area. We visited, and also many experience sharing has been made with practitioners and policymakers here in the Seoul municipality. And so the experience of Seoul, the best practice of Seoul city is very important for Addis Ababa. 국가 차원에서 보면 정책이 이제 큰 그림에서 기본적으로 시민의 삶의 현장까지 구체적이고 체험 가능한 이런 정책으로 이제 많이 변화되고 있거든요. 그러면 이러한 정책을 가장 잘할 수 있는 데는 지방자치단체나 도시 단위에서의 일들입니다. 그렇기 때문에 도시 간의 이제 외교가 최근에 부각되어 있고 앞으로는 여기에서의 그 잠재력이나 내용들이 무궁무진할 거로 보여집니다. Urbanization will continue to take place around the globe in the next few decades. Therefore, the world must come together to make a better future for everyone. Ulaanbaatar, the capital city of Mongolia. The city has a long-term friendship with Seoul. Mongolia is known for its vast grassland ecoregion, but the city looks completely different. Nearly half of the country's entire population resides in Ulaanbaatar, and buses are the only public transportation available in the city. Some 1,200 buses operate every day, but it's still not enough to accommodate the rapidly growing population. Yet, the system has improved dramatically thanks to the new ticketing system the city adopted. They adopted Seoul's smart card ticketing system. So now, passengers just need to touch their cards to the reader to pay their fares. They no longer have to wait in a queue to pay and receive the change. The majority of the citizens seem used to the new ticketing system. The smart card ticketing system has definitely improved the lives of Mongolians. Natak George Unyu Chechek has been living in Ulaanbaatar since she was a child. She takes the bus every day to commute. As a native of Ulaanbaatar, she has witnessed and experienced all the changes the city has undergone.
намайг оюутан байхад 94-5 онд Улаанбаатар хотод нийтийн тээврийн автобус маш цөөхөн. Тэгэхээр одоо хурдан түргэн хүчтэй чадалтай л автобуснаас сууж чаддаг. Тэгэхээр тийм байдлаас болоод би автобуснда сууж чадаагүй, хичээлээсээ хоцрох, бүр хичээлээ таслах тохиолдол аягүй гардаг байсан. Өмнөх байдлаас одоогийн байдал одоо маш их одоо сайжирсан, өөрчлөлттэй зүйлүүд маш их гарсан байгаа. Thousands of bus smart cards were sold within the first week, and nearly 70% of the citizens are utilizing the new system now. Эндээс өмнө Улаанбаатар хот маань одоо солонгосын үзэгчд маань ер нь бол одоо кондуктор гэж хүн одоо билет тасалж явдаг. За аж ахуй нэгжүүд маань одоо орлого хөөсн шугамаар явдаг. Цагаа баримтлалтгүй одоо тэр маань бас энэ төвжирэлд нөлөөлж исэн. Энийг дагаад орж ирж байгаа үр дагавараас гадна одоо дэвшилтэд технологи нь бол одоо Монгол улс ноу хав нь бол үнэхээр Улаанбаатарт бол хэрэгтэй байсан. The local government and citizens are pretty happy with the new system. Then what do the actual bus drivers think? Гур талгаар орж хойд талгаараа буухыг сайн сурсан. Шинэ систем шилжиж орсноороо жолоочдоор орлогын төлөө уралдаж цалаа варгадаг гэсэн тэр байхгүй болсон. Жолоочдын бие даамар болсон. Tenunugu is the biggest bus company in Ulaanbaatar. And some 70 to 80,000 citizens use their services every day. That's about 20% of all passengers in the city. This company has also adopted the new ticketing system. Хоёр цаг явдаг байсан бол одоо нэг цаг 30 минут ч явдаг ч юм уу энэ хурд бол нэмэгдсэн. Тэгэхээр бол орон хөдөлгөөний ачаал багассан. Дээр нь мөн жолоочдын цахилгаан хариуцлага нэмэгдэж, ославарын хэмжээс багасж, ажил үйлчлэл юм энэ ачаалууд бол багассан. In the office, they can monitor the location of each bus and whether it is running on schedule or not. Thanks to this monitoring system, they can deal with all kinds of unexpected situations. За компани одын систем болж байгаа бид нар нийтийн тээврийн үйлчлэнд ажиллаж байгаа бүх автобусаа бүрэн хянаж чаддаг болсон. Энэ автобус маань хаана үйлчлэгэнд явж гинөө, яаж явж гинөө гэдэг хяналтын систем нь бол бүрэн тогтцсон. За энэний үднэс болоод бид нар бол автобусууд бол шугамдаа зөвхөн тэг орлогын хойноос хөөцөлдөг биш. Иргэдэд зөвхөн дээвлгээд цагаараад үйлчлэл явж байгаа энэ юм байна ш давуутаа болсон. This new system is the result of thorough cooperation between Ulaanbaatar and Seoul. Ulaanbaatar benchmarks Seoul's quick and outstanding public transport system. Now the system is stable, and the city aims to expand the service. Энэ бол дэлхийн солонгос болоод гадаадын орнууд бол энэ төсөлд бол хэрэгжиж амжилттай хэрэгжиж ард ирэхэд нь бол одоо нийтийн тээврээрээ соёлтой үйлчлэг эзэмших гэсэн. Энийг хэрэгжүүлэхэд бол банкны болон өөр телефоны операторуудтай хамтарч хамтарсан карт гаргах, дээр нь сар удирдлын карт гаргах, хугацаатай карт гаргах, төрийн албаа хүчтэй карт гаргах гэх мэт ажлуудыг бол бид ингээд чартаатай хэрэгжүүлээд ингээд ажиллах гэж төлөвлөе явж байна. Тэгээ энэ Ulaanbaatar has been making efforts to improve the city's transportation since 2009, and now their hard work is beginning to pay off. Furthermore, the city is working on the next project based on the smart card ticketing system. Одоо бид Улаанбаатарт юу очих шаардлагатай вэ? За смарт энэ нэвтрүүлснээр хажуугаар одоо бид өнөөдөр эко энэ нийтийн тээврийг яаж хөгжүүлэх вэ гэдгийг бол одоо мөн одоо нэг тэргуунд тавьж эхэлж байна.
За үүнтэй холбоотойгоор бас томоохон төслүүд яригдж байна. Ulaanbaatar is developing at a rapid pace. And the city also aims to build railways and provide express bus services by 2030. It is absolutely thrilling to imagine how the city will be transformed. Now, there's another necessity in which Ulaanbaatar and Seoul can combine their efforts. It's water. Despite the rapid development in recent years, water supply remains inadequate in Ulaanbaatar, with many areas lacking running water even in the city. Therefore, people in Gare districts use water from public wells every day. Жохон хэцүү шүү дээ. Хэцүү жах болохлээр хэцүү бэлэн усах болохлээр жохон бэрхшээлтэй л. Тэгээ им удаг олон байгаа нь бас хэрэг бас боломжийн энд зарим ус хутгагүй ч айлууд байдаг юм биш шүү дээ. For a long period of time, underground water has been the main water source for the citizens of Ulaanbaatar. However, due to rapid population growth, the city's underground water supply is reaching dangerously low levels, resulting in the need for a new water source. One of the possible solutions is the Tuol River. The Tuol River hasn't been used as a water source yet. However, Professor Kim Uibong at Mongolia International University is convinced that it can be the new solution for the city. Professor Kim collects water from different parts of the river on a regular basis. The water is then sent to Seoul. Mongolia International University signed an MOU with Seoul Metropolitan Government Office of Water Works in 2010, and their cooperation has been ongoing since then. Ulaanbaatar 시리가 사실상 폭발적으로 인구 증가를 하고 있고요. 그러다 보니까 여태까지 우리가 상수도원으로 사용했던 지하수가 점차 고갈될 입장이 돼 있어요. 그래서 몽골 정부도 그렇고 모든 시민들도 새로운 상수원을 찾아야 되겠다. 이 물을 가둬서 우리가 생활용수로 쓸 수 있다면 이 울란바토르 시리가 앞으로 자라가는 데 기초 자원이 될 수 있으리라고 생각합니다. What change will Seoul and Ulaanbaatar bring together? Beyond housing and water, Mongolia puts importance on making their cities more efficient. За солонгосын бид нэр бас олон улсын хурлд оролцох үед явж байхад бас smart city гэж хотоор бас дайрж өнгөрсөн. Тэгэхээр энэ хотод ингээд ажиллаад очиод харж байхад бол тэр хотын тэр замын автозамаас нь ахвалал автозамын тэр тэмдэг тэмдэглэгээ сахуулаад за мөн тэр дугууны зам явууны замаа сахуулаад за мөн тэр тэр тухайн смарт сити хотын тэр барилга боломж архитектур төлөвлөлтөө сахуулаад тийм ээ маш олон одоо шинэлэг санаануудаа авахар зүйлүүд бол харагдаж байна. Тэгэхээр зэрэг Улаанбаатар хотыг бас тийм хэмжээний хот болгохын төлөө бид нар бас илүү хүчин зүтгэж бол ажиллаж байгаа. The cycle of trial and error is costly. Therefore, a number of cities, developed and developing,
cooperate to reduce or minimize the negative impact of urbanization. Ulaanbaatar strives to be a prime example of urbanization. Vietnam stepped into the process of globalization and urbanization with their economic renovation, Doi Moi. Currently, about 35% of Vietnam's entire population resides in cities, but the government aims to increase the urban population to 50% by the 2050s. A number of large-scale industrial complexes have been constructed in major cities in order to attract foreign investment. And a wide range of social services and facilities are being quickly built in Vietnam. Also, the government signed an MOU with Seoul for road construction. In part to those efforts, Vietnam is considered the fastest growing ASEAN 6 economy in 2016. Đô thị hóa hiện nay là con đường duy nhất để dẫn để đưa các nước nghèo, các nước chậm phát triển trở nên tốt hơn. Tại vì là đô thị hóa luôn luôn gắn với công nghiệp hóa và thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa từ năm 1990. Và từ đó đến nay công nghiệp hóa nó đã giúp cho thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng rất là nhanh. The growth is fast, but it has also resulted in several negative issues. Along the river, people have built unauthorized houses. Poor housing led to serious environmental pollution. District 8 in Ho Chi Minh City really demonstrates the problems of urbanization. Wen Thi Hao lives in an unauthorized house in District 8 near the river. She came to Ho Chi Minh City with her family, but couldn't rent a house due to the number of children. Người ta không cho mướn nhà, người ta không cho mướn nhà rồi bắt đầu mới cất ở đại. Cô mua cây cừ về cô tự làm, còn đi lụm đá, rồi khi lụm sắt, lụm đá, lụm cát thì cô lụm gạch rồi cô xây lên, nè đất tôi tự xây. Cô không có mướn ai hết, cô tự lên gác, tự kéo tôn lên, tự gác kèo, tự dựng cột. Due to the unfortunate circumstance, this unauthorized house was the only option Hao had back then. The police once demolished her home, but she rebuilt it and has been living here for 24 years. Heavy rain makes the river water level rise, which Hao must bail from her home. Also, burglars break into her house very often. However, Hao cannot leave because she cannot afford housing in the cities. Her only hope is to own a small house that she can settle. Cô cái mong cô đó là miễn mấy ông giải tỏa thì cho cô xin miếng đất. Cô dỡ cái này cô đắp xuống đó sống qua ngày thôi. Chứ giờ cô thì nói là trong người cô cũng chẳng có sức khỏe gì đâu. Cô cũng bệnh tùm lum người à. Bệnh hồi trẻ mình lo làm bươn chải rồi buông thả, bây giờ về già nó bệnh đụng đông ngồi vậy chứ nó cũng mệt lắm, cũng nhức lưng, nó bị đủ thứ bệnh đó. The lives of migrants are pretty similar, though the degree of poverty may vary. A solution for this will be the key to successful urbanization. Đô thị hóa là một quá trình hai mặt, tích cực và tiêu cực. Tích cực có thể mang lại sự tăng trưởng kinh tế, mang lại cái diện mạo mới cho một thành phố, nhưng tiêu cực của nó khá nhiều. Thứ nhất là ô nhiễm môi trường. Cái điều thứ hai là tập trung vào các chương trình trọng điểm để tháo gỡ những ách tắc để cho thành phố Hồ Chí Minh trở thành một thành phố sống tốt.
một thành phố có chất lượng sống cao và là nơi có khả năng cạnh tranh quốc tế. Da Nang City in Vietnam strives to minimize the trial and error period of urbanization. Located in central Vietnam, the city's origins date back to the ancient kingdom of Champa, established in 192 AD. Da Nang is an important trading center for the whole country. Also, the city topped the Provincial Competitiveness Index in 2016 for the third year in a row. As the new economic center of Vietnam, the trend towards urbanization and industrialization has accelerated. Thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương từ ngày 1 tháng 1 năm 1997, kể từ năm 1997 đến năm 2015 thì thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội. Bình quân tốc độ tăng trưởng bình quân GDP theo giá so sánh 2010 là đạt 10,5%. GDP bình quân trên một đầu người đến năm 2015 là đạt trên 2.700 đô la Mỹ trên một đầu người, tăng 11,9 lần so với năm 1997 và tăng 1,16 lần so với cả nước, cao nhất trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. The city is connected by land, rail, sea, and air routes. Using that advantage, Da Nang City has been planning the development of a high-tech industrial complex since 2002, the 2020 Da Nang City Master Plan. Also, Da Nang City started construction of a high-tech park in Hoa Vang District in 2013. Da Nang High Tech Park is the first high-tech park in the central region of Vietnam. However, this high-tech park wasn't merely built for production. It's a multi-complex boasting a technical infrastructure, R&D and training, residential, and even green areas. The city aims to build a green city where people can work, live, and relax. Và đến khi hoàn thành là theo kế hoạch là vào năm 2020. Mục tiêu của chúng tôi đó, mục tiêu mà lâu dài đó, chúng tôi muốn xây dựng khu vực cao chúng tôi thành một trong những cái khu đô thị công nghệ khoa học theo hướng là bền vững, tăng trưởng xanh và có cái tầm cỡ của khu vực và thế giới. Còn có mục tiêu trước mắt của chúng tôi cho đến năm 2020 là chúng tôi sẽ đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và hoàn chỉnh. Rồi chúng tôi cũng tăng cường cái việc thu hút đầu tư để lắp đầy các cái dự án ở trong công nghệ cao, kể cả về sản xuất, về nghiên cứu, về đào tạo, về ươm tạo và phát triển theo đúng cái hướng mà chúng tôi đã đề ra. The local government conducted thorough research and benchmarking of cases and discovered Sangam DMC in Seoul, Korea. Sangam DMC was a rare case in which mountains of trash have given way to parks and apartments, with some 900 companies profiting to approximately 85 billion US dollars. Và để làm được cái việc này thì chúng tôi cũng như đã nói là chúng tôi cũng rất là học tập cái mô hình tăng trưởng xanh của Hàn Quốc. Đặc biệt chúng tôi rất là ấn tượng với lại cái khu Sangam DMC do giáo sư Kim Do-nyun thiết kế thì cái khu đó là chúng tôi được biết là trước đây nó là một cái bãi rác và sau này thì xây dựng trở thành bây giờ thành một cái thành phố truyền thông số rất là hiện đại. Thì chúng tôi mong muốn theo cái mô hình kiểu như vậy. Da Nang started a cooperative city project with the Seoul Institute, Green City Research Center at Sungyunkwan University and UN Habitat. 당시에 저희가 보여준 것들은 구로 공단이었습니다. 지금은 쥐벨리로 불려지고 있지만 구로 공단에 가면 과거 우리가 70년대, 80년대 공장부터 현재의 어떤 첨단 산업 그 공장들까지 그리고 첨단 산업 R&D 센터까지 다 있게 됩니다. 현재 당시의 여건은 어찌 보면 구로 공단부터
G밸리 또는 상암 디지털 미디어 시티까지의 전 과정을 아주 유연하게 받을 수 있어야 하고 그리고 계속 새로운 산업으로 진화하는데 문제가 없어야 된다라는 것들을 강조했습니다. together, they're presenting the perfect customized city plan. The project is divided into three parts, and plans are carefully being made to ensure perfection. để mạnh cái việc phát triển các cái ngành dịch vụ, trong đó thì chú trọng đến cái những cái ngành dịch vụ mà có cái vai trò quan trọng như là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics, dịch vụ thương mại vân vân. Cái việc phát triển cái công nghệ cao nói chung đấy và cái khu công nghệ cao nói riêng đó thì theo tôi nghĩ là nó không có ảnh hưởng hoặc là nó không có ảnh hưởng nhiều, ảnh hưởng xấu đến cái việc phát triển những cái ngành dịch vụ như là dịch vụ du lịch. Bằng chứng cho thấy là nhiều quốc gia thì có những cái khu công nghiệp, những khu công nghệ cao. Hàn Quốc là một ví dụ như vậy. Và những cái khu công nghệ cao đó thì nó đồng thời lại trở thành những cái thành phố thông minh và đồng thời cũng là cái nơi mà khách du lịch đến để tham quan. Cho nên những cái này nó có thể cùng nhau đi được. The population for Da Nang City has been increasing rapidly, but it's still slightly over 1 million. But capacity for the new high-tech park under construction far exceeds the current population. Da Nang이 100만 도시인데 산업단지가 워낙 커서 시장이 사실은 그렇게 썩 맞진 않았습니다. 그래서 저희들이 보니까 100만 도시로는 좀 부족하고 주변 도시에 한 5개 중소도시가 합하게 되면 한 300에서 400만 정도의 광역권이 형성이 되기 때문에 이것은 이제 다낭연구소와 같이 공동으로 해서 광역권을 형성해서 같이 함께 이것을 성공적으로 추진하자라는 결론을 맺었습니다. The solution they came up with was to build a new metropolitan area with some other cities within the region. It's a long-term goal for Vietnam aimed at enhancing national competitiveness. Tourism featuring the cultural and historical heritage sites in the city, national and international trade utilizing its geographic advantage, and a cutting-edge, convenient high-tech park. These indicate that the new project will help develop the city dramatically. Vietnam is pursuing a long-term strategic goal with Seoul based on respect and trust. Hiện nay thì chúng ta đều biết là chúng ta đều ở trong một cái thế giới hội nhập. Cho nên là cái sự hợp tác, cái sự quan hệ giữa các quốc gia cũng như giữa các thành phố là cái điều mà tất yếu nó diễn ra. Và trong cái mối quan hệ đó thì phải đặc biệt. Để vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng để mà cho cái mối quan hệ đó mà nó được thực hiện một cách suôn sẻ, một cách bền vững đó, tức là các bên đều có lợi. 계획적으로 하면서 소프트웨어, 보이지 않지만 같이 공동 상생하는 이런 노하우를 저희들이 또 배웠다는 거. 그러니까 일방적으로만 주는 게 아니고 받는 게 아니고 같이 협력적인 차원에서 같은 눈높이에서 경험을 했다는 게 제일 중요한 의의인 것 같고요. Another notable feature of this project is that it was developed with UN Habitat from the very beginning. The organization hopes Da Nang City in Seoul will set a good example of cooperation between countries for urbanization. Cái kinh nghiệm quý báu mà để mở rộng cái tầm ảnh hưởng đối với các cái thành phố vừa và nhỏ khác ở Việt Nam. Cái quá trình mà ở đó cần cái sự tham gia, sự cam kết về mặt chính trị của lãnh đạo, sự tham gia của các cái đối tác phát triển và đặc biệt là tạo ra cái động lực phát triển của thành phố thông qua cái việc hợp tác công tư và những cái sáng kiến phát triển. In this modern era, cities constantly influence one another.
and their cooperation connects people beyond the boundaries of their cities. Ultimately, they're shaping ideal cities for the future and a better world. 도시가 상대적으로 적은 에너지, 적은 탄소를 배출하는 이제 그렇기 때문에 도시를 잘 만들어내야 되는 것이라는 게 이제 큰 이슈고요. Sustainable development, particularly in creating a decent and sustainable living place for the communities. Đó là về vấn đề là sự phát triển kinh tế thịnh vượng, sự bền vững và bình đẳng trong phát triển xã hội và đặc biệt là môi trường bền vững.